Chào tất cả quý khán giả đang xem kênh Kẹt Tứ Đạt của em. Trong video này, chia sẻ với quý khán giả một cái thông tin nghe rất là sốc liên quan đến câu chuyện của doanh nhân đường cao tốc 4 làn và 300 triệu của anh Toàn và 104 triệu tiền xây dựng của anh Thịnh. Hôm nay quý khán giả nhìn thấy em có cái gì đó lạ lạ không? Hôm nay là em mặc áo mới này nha quý khán giả. Hôm qua thì cái chị doanh nhân đường cao tốc 4 làn đó, chị quay cái video, chị chọn lựa rất là kỹ lưỡng ha, để chị mặc cái áo mới lên. Cái áo đó mua hồi năm chào Bảo Đại tới giờ rồi. Nhưng mà cái áo đó là chắc là sau lưng nó gấp cái gì rồi, còn đằng trước nó nguyên ha. Cho nên mặc cái áo đó để quay cái video thôi. Quay xong là cởi ra rồi, chứ không phải là áo mới. Dòng ở trong nhà tiền mua mì còn không có tiền mua ăn nữa. Ở đâu có tiền mua quần áo mới. Còn ở đây tôi làm YouTube tôi có tiền nha bà chị nha, mặc áo mới nha, còn nhãn hiệu đàng hoàng nè. Đó, quý khán giả thấy không? Tại vì tôi nói áo mới nhiều khi không ai tính chứ á, cho nên tôi phải để luôn cái nhãn hiệu đây nè. Đó, quý khán giả thấy tôi ra uống cà phê tôi cũng ngồi tôi để cái nhãn hiệu nè, ta nhìn vô là ta biết áo mới liền à. Chứ sao không cần mà tôi nói là áo mới đó. Đây áo hàng hiệu đàng hoàng nha, hàng hiệu quá. Đây là mình giới thiệu là mình phải mặc trong mình vậy nè, chứ đừng có kiểu như mà quay mấy đôi giày của em gái rồi này kia số 39 lên nói đôi giày đó là giày của mình. Nói cái đó ai đâu tính, đúng không? Mình nói đôi giày này của mình số 39 thì mình sẽ sọt cái chân của mình vô, vậy người ta mới tin, làm cái lòng tin chứ. Nhiều khi đôi giày này mình mua lúc 17, 18 tuổi rồi mình để đó mình làm kỷ niệm. Bây giờ mình 49 tuổi thì cái chân mình càng ngày nó càng bự, nó nở ra. Cũng như cái trái dưa hấu vậy thôi. Lúc còn nhỏ thì quý khán giả chồng nó nhỏ, bây giờ nó lớn lên nó bành trướng, cũng là trái dưa hấu. Nhưng mà trái bự và trái nhỏ là nó hoàn toàn nó khác nhau nha. Mình nói đi dép số 39 của mình mà mình phải sọt cái chân vô, mình nói chuyện mới làm được cái căn cứ ha. Rồi, kính thưa tất cả quý khán giả, tối qua thì bà này có lên một cái đoạn video dài 37 phút 19 giây. Nhưng mà em cố gắng em nghe dữ lắm đó. Hôm thì mới tầm có khoảng 30 phút thôi. Mà phải nói là rất là khủng khiếp. Nghe không có lọt vào cái lỗ tai được bất cứ một cái lời lẽ nào hết. Đặc biệt là đến cái đoạn mà anh Thịnh đi xây dựng nhà cho bà đó. Và 300 triệu tiền của anh Toàn, tiền rượu. Quý khán giả còn nhớ có một khoảng thời gian ông Quỳnh Uy Dũng á, ông nói nếu như bằng cái tay nào mà đi lừa đảo đó thì phải thờ ông Thành Y, vì ông Thành Y lừa đảo bằng một cách tinh vi và chuyên nghiệp. Và từ xưa đến giờ chưa có bất cứ một cái nhân vật nào mà lừa đảo mà dắt cả theo luật sư, lừa mà dắt theo con nhang đệ tử mấy chục người như vậy mà tổ chức lừa đảo qua mặt biết bao nhiêu cơ quan ban ngành mà không ai phát hiện được hết. Cho nên ông Dũng nói là cái nhân vật này là lừa đảo rất là tinh vi ha. Nếu ai có thờ thì thờ ông Thằng Y này làm tổ. Ai đi lừa đảo đó là ông thờ ông tổ đó, là phải thờ ông Thằng Y. Còn ngày hôm nay nếu cái nhân vật nào mà gọi là nó dốc nó láo đó, thì ngày xưa quý khán giả biết là trong cái câu chuyện của bác Ba Phi, bác Ba Phi thì kể rất là nhiều cái câu chuyện Tiếu Lâm mà chúng ta thấy là đi vào trong cái sách vở luôn nha. Đi vào lịch sử, đi vào sách vở luôn là cái câu chuyện Tiếu Lâm của bác Ba Phi. Hầu như cái tuổi trẻ đã từng qua đó, ai cũng từng nghe cái câu chuyện của bác Ba Phi. Ông biết rằng là ta nói là ổng nói là con muỗi như con gà mái, đĩa đội thì như bánh canh đó. Rồi bắt đầu gùa là bắt cái đòn giày thôi mà gùa nó chạy lên, đó là đầy chuột chứ gùa không là nó chạy lên là đầy cái chiếc ghe luôn. Nó quý khán giả thấy những cái câu chuyện như vậy mà chúng ta đem lên một cái sự giải trí hài hước về cái cách nói chơi, nói chuyện Tiếu Lâm đó của bác Ba Phi. Còn hiện tại bây giờ có cái nhân vật ở Gò Vấp đó, tôi nói thật cho quý khán giả, nói nó dốc á, nó dốc nó láo á, mà không có gượng miệng, cái miệng chơi chơi thì trời, nói hai cái miệng mà đãi đụng lỗ tai luôn. Mà tôi công nhận tôi phục cái bà này nha, cái trí nhớ bà tốt đó. Ngày mấy, tháng mấy, năm mấy bà gặp được ông nào bà nào, chức vụ như thế nào, sao bà nhớ hết. Là bà đã từng đem mấy chục triệu đô ở bên nước ngoài đem về, rồi đi qua Lào, thủ tướng Lào, rồi thủ tướng của Việt Nam, hai nước đó đều phải nể bả đồ. Rồi lãnh sự quán của Lào ở tại Việt Nam đó, mời quả để đi qua bển ăn Tết Lào. Đó, quý khán giả thấy cái chuyện nó vô lý không? Một cái con ác ơn, tiền mua mì gói mà tiền mua ăn nữa. Mà bây giờ là lãnh đạo, bên phía là đại diện bên lãnh sự quán của Lào nằm tại Việt Nam mời đi qua bển ăn Tết. Thôi bây giờ nè, nói thôi tôi không đi, tôi lấy một thùng mì tôi đến nhà tôi ăn thôi, tôi không đi bển ăn Tết đâu, tại tôi không có tiền.
Bây giờ bà thử một lần bà đi Lào và chụp hình bà đăng lên hình máy bay rồi thì kia bà đã từng đi qua máy bay, ông nào bà nào đón bà thứ các bà thử và chụp thử cho tôi coi ra. Bà đăng bà thử bà report cho tôi coi một hai tấm hình nè, tôi mới tin hình bà ngồi trên máy bay á. Rồi ông thủ tướng Lào, thủ tướng này, thủ tướng kia đón bà đó, rồi bà đăng thử lên cho tôi coi ra. Tôi mới tin. Còn nói chuyện mà nói bằng bà bịa chuyện mà nói bằng nước miếng không ai tin bà. Cái tính của bà này đó giống y hệt cái tính của thằng Y Lăng Băm vậy đó, gặp ai nổi tiếng cũng chụp hình, gặp ai giàu có cũng chụp hình, đi đến đâu cũng chụp hình. Quý khán giả thấy nội cái vườn khóm, cái vườn chuối của người ta ngoài Đắk Lắk đó, mà đi ra đó còn chụp hình, đi quay phim trên đó mà dám nói đó là cái vườn chuối của mình, 200 hectare, 100 hectare chuối, 100 hectare khóm, nói mà cái dạng tôi nói với khán giả mèo đẻ ra trứng con nhỏ này nó nói cũng được. Ngồi ở nhà thì nói là có hai cái vườn thuốc trồng cây dược liệu, mỗi một vườn là 100 hectare. Rồi bây giờ đi ra Đắk Lắk quay á, thì quay khóm với quay chuối, nói bao nhiêu đó là mình thích tào lao rồi đó. Mà đi ra ngoài công nhận nha, bà này mới sống bình dân thiệt. Một người có 200 hectare đất ở ngoài đó đó, trồng cây dược liệu, trồng chuối, trồng khóm, xích đi Bồ Đào Nha, mà đi ra ngoài đi xe gáp nha, mà không ai đón bà đi chó không sủa nữa, không ai nhìn tới chứ. Tôi nói thẳng nha, tôi bây giờ nè, tôi khỏi càng nhiều, bây giờ tôi chỉ cần tôi làm một cái công ty nào đó nhỏ nhỏ thôi, hay là chủ một cơ sở gì đó thôi, người ta tới người ta gặp tôi là tay bắt mặt mừng liền. Mà bà công nhận ha, có 200 vườn, 200 hectare đất trồng cây dược liệu, có công nhân nhân viên nhóc chơi á, mà công nhận nhân viên của bà nó gọi là nó gọi là nó giống bà thật chứ, nó không biết chào hỏi gì chứ á, nó gặp sếp, nó gặp chủ nó không chào hỏi, nó không mừng gì chứ trời. Mà tài xế rồi nó cũng không ra đón, nó để cho đi xe gáp rồi kia, thấy khổ quá ha. Tôi nói thật nha, người nghèo á ta thương lắm, nhưng mà nghèo mà cái lỗi như bà đó dép Lào người ta cho vô mặt nha, tao không thương đâu. Nghèo mà kiểu là nghèo làm phách á, kêu bằng ở đậu và leo bàn thờ đó, hiểu không? Ta gọi là cái kiểu mà ăn mày mà dạy đại gia xài tiền đó là bà đó, thấy không? Một chiếc xe máy không có chạy nữa bà lên nổ, nổ vừa vừa thôi đừng có nổ quá, biết không? Cái gì bà cũng nhớ cho nó, mà riêng thiếu nợ người ta là không nhớ, cái tánh kỳ cục vậy đó à, có cái tánh khó chịu gì đó, cái gì cũng cũng nhớ chân, mà riêng cái thiếu nợ là không nhớ. Quý khán giả thấy ác ôn là cái chỗ đó. Ông Toàn đã từng bỏ 300 triệu ra hùng để ngâm rượu đông trùng hạ thảo gì đó, tôi không cần biết nha. Mà giờ ông Toàn cũng có đơn kiện tố cáo, có hay không thì bà từ từ bà biết nha. Tối qua mình nói không biết ông Toàn ông nào hết, đúng rồi bà đâu có biết, bà thiếu nợ người ta là bà không có biết đâu, thiếu nợ người ta là bà không có biết. Cái tính bà tôi biết mà, trời ơi tôi còn lạ lẫm gì cái tính bà nữa. Biết bà hơn 3 năm nay rồi, lời nói của bà nghe rất đầy lỗ tai hết trơn rồi, bà thiếu nợ người ta với lại tiền của người ta là bà không nhớ đâu. Cho nên bà nói bà đâu không biết ông Toàn, cái đó là cái tích duyên rồi. Rồi còn về ông Thịnh đó, tôi nói với khán giả đó, anh Thịnh đó tội nghiệp lắm. Bây giờ anh Thịnh đang gặp rất nhiều khó khăn nha quý khán giả. Hoàn cảnh của anh Thịnh bây giờ khó khăn. Anh Thịnh là chủ công ty xây dựng đó, công ty xây dựng Trường Thịnh hay là Cường Thịnh gì đó, công ty xây dựng đó. Nhưng mà gia vào cái bà này thì tôi nói với khán giả tan nhà nát cửa, phải không? Tan nhà nát cửa chưa? Làm lúc đầu thì cũng trả tiền, trả ứng phần nửa thôi, đâu có ứng đủ, đâu có đứng hết đâu. Rồi gần cuối rồi đó, là bà đi kiếm chỗ bà chuồn, thấy không? Đi kiếm chỗ chuồn, rồi kêu anh làm đi. Khi nào mà em đi công tác, em đang công tác bên Lào rồi, khi nào về em trả đủ, thấy không? Rồi làm xong rồi chuồn cái bắt tiêu luôn, quất ngựa chi phong luôn. Đó, rồi đến khi ông Thịnh ông thấy cái câu chuyện của chị Hằng là lên trên mạng chu chéo là chuyện nào, ông Thịnh nó mới quay trở lại. Ông căng băng gôn, ông đòi tiền, không trả tiền cho người ta, mà nói là hàng tuần á là đã thanh toán cho người ta đầy đủ tiền ở trên rồi. Rồi bây giờ tối qua lại lên cái video nói á là trả cho ông Thịnh bằng đông trùng hạ thảo. Quý khán giả thấy vô lý không? Một cái con mà nó ăn nó lẻo mép, cái chuyện gì đó cũng được hết trơn trời. À, công nhận khủng khiếp đi, cái chuyện gì đó cũng được chứ. À, cái chuyện gì nó cũng bịa ra được chứ. Heo đái đẻ leo cây, mèo đẻ ra trứng gì. Ở dưới quê tôi thường cái thứ đó người ta gọi là kiểu nói tứng ứng trên đọt cây á, phải không? Nói mà cái kiểu mà phụ nữ nói chuyện mà tôi nói với khán giả, người ta nói dốc ta cũng gì vừa thôi. Mình phụ nữ mình nói chuyện cũng có nết na thì mị chút xíu, phụ nữ gì mà nói chuyện gì kỳ cục kỳ đời, mày tụi bay đồ đối tượng đồ nhá, tụi bay tụi này tụi nọ đồ, tôi nói tùm lum lá chứ, nói chuyện gì không có kiểm chứng. Rồi nói là ông Thịnh nó là một đối tượng nó nghiện số đề, rồi nó thiếu nợ nần người ta này kia cái nọ.
rồi nó nghe lời YouTube đó là xúi dục nó đi đến căn băng gôn đi, rồi YouTube nó quay phim được nó sẽ cho tiền. Ông Thịnh người ta một công ty xây dựng mà cho tiền cái gì bà, người ta làm một cái công trình người ta biết bao nhiêu tiền. Còn bây giờ tôi hỏi với khán giả YouTube làm tháng nhiêu, tôi nói thẳng luôn, tôi nói chuyện khô cuống họng, tháng này không biết tôi lãnh được 10 triệu trên cái kênh Kiệt Tiến Đạt này không nữa. Cái đó tôi nói thật cho quý khán giả đó. Bây giờ video nó vàng tiền sạch sẽ, bây giờ tôi phải quay video nguội, up video nguội lên nè đó. Quý khán giả thấy YouTube làm được bao nhiêu tiền mà mướn ông Thịnh đến đó căng băng gôn nói chuyện tầm bậy tầm bạ không. Còn như những cái kênh mà đi quay ông Minh Tệ thì một ngày quý khán giả thấy nó đăng mấy chục cái đoạn video clip, mừng mấy 20 cái video, mỗi một cái video là mấy chục ngàn người xem, mấy trăm ngàn người xem nó mới có tiền. Còn video tôi giờ ngại nhiêu, quý khán giả thấy ngại nhiêu đó. Bây giờ làm ngày không biết được 200 ngàn, 300 ngàn không nữa, nó không biết tháng này được 10 triệu không nữa. Ở đâu ra mà đi mướn người này mướn người kia theo cái miệng của bà đó. Bởi vậy bà nói dốc nói láo nói tứng ứng nó cũng vừa vừa thôi nha, nói tứng ứng trên đọt cây đó, ăn sống nói gió đó là bà đó, biết không? Tiền thiếu nợ người ta nha, mà bây giờ bà dám lên bà nói là người ta đi đánh bài, người ta cờ bạc, đánh số đề rồi này kia kia nọ, rồi thiếu nợ của bà lãnh tiền đâu hết. Bà nói có nợ ông Thịnh đó, là chỉ là nợ là cái tiền mà hứa cho ông Thịnh thêm thôi, rồi ông Thịnh nó quy ra một tuần là bao nhiêu, tổng cộng là 104 triệu. Tôi nói tiền tôi hứa tôi cho người ta đó, tôi muốn cho không cho là quyền của tôi, ông bà đâu có được phép lại đòi, đúng không? Quý khán giả đâu có ai được phép lại đòi tôi đâu. Khi nào tôi có tiền tôi cho, tôi không có tiền thôi, anh chị đâu có lại đòi tôi được. Còn cái tiền bà thiếu nợ người ta là nó hoàn toàn nó khác nha. Bà đừng có đánh cháo khái niệm này kia cái đó. Đừng có nói ông Thịnh, ông Thịnh á, ông nghe lời bà nè, đi mua sắt thiếu nè, mua xi măng thiếu nè, mua vật liệu thiếu nè. Nghe lời của bà đó, bà thanh toán, bà quyết toán cái bột. Ông Thịnh không nhẹ dạ, không tin lời bà đó. Rồi một tuần cho ứng, thí dụ 30 triệu cho ứng, tuần á, cho ứng 10 triệu à. Rồi nó trả tiền cho người ta hàng tuần. Nè, tôi nói cho bà nghe nha, cái tin nhắn của bà đó, hiện giờ nè, ông Thịnh ông đem ông nộp hết trơn cho cơ quan chức năng rồi. Nộp sạch sẽ hết trơn rồi. Tin nhắn nói chuyện qua lại nhiêu nộp trơn rồi. Và bà nên nhớ cái này nha, bà nên nhớ nha. Người ta trả hồ sơ, người ta hủy án điều tra lại đó. Và người ta có nêu lên cái mâu thuẫn xuất phát từ việc ông Thịnh đến đòi tiền của bà. Thì cho thấy là bà có thiếu nợ ông Thịnh, người ta mới đến đây người ta đòi. Còn cái việc giữa ông Thịnh nhầm bà chú Chiên gì đó thì cái đó tôi không biết nha, cái đó là riêng. Còn cái việc ông Thịnh mục đích chính ổng đến đây là do bà thiếu nợ của ổng nha, phải nói là vậy. Sau này thì cơ quan chức năng ta cũng làm rõ vấn đề này nha, có hay không thì từ từ lên công an nói. Còn bà nói cái miệng, tôi nói thẳng cho bà đó, tối qua khẳng định 100% tôi đã trả tiền cho ông Thịnh rồi. À, tôi khẳng định là 100% ha, Thịnh là bị cái này, Thịnh bị cái kia thôi. Bà hồi đó giờ 800% rồi, bà với Trần Đình Thu nó y gan như vậy đó, nó không khác gì nhau chứ. Toàn bộ là ăn, nó ăn tục, nó phét, nó chuyện tầm bậy tầm bạ, nó chuyện không có căn cứ. Thiếu nợ người ta đã nói là thanh toán cho người ta hàng tuần đầy đủ hết trơn rồi, không có thiếu đồng nào hết trơn á. Rồi tối qua lên chớt lại nói là ông Thịnh á, ông lấy Đông Trùng Hạ Thảo để trừ hết rồi. Quý khán giả tin không? Vậy cuối cùng quý khán giả tin ai? Đó, tin không? Riêng tôi là tôi tin ông Thịnh đó. Cái đó tôi nói thẳng à. Nhà tôi không thiếu nợ, tôi đố bố con nào đến đây căn băng gôn đó. Tôi đố căn đó. Sao căn được? Còn bà này mà có thiếu nợ, tôi mới đến đây người ta căn. Mà công nhận cái mặt bà này, công nhận nói chuyện tỉnh thế ghê. Gặp ông nào bà nào, tao đã từng gặp bác Tô Lâm 2 lần, vì tao là con nuôi của chị Năm Thu đồ. Con ai, cháu ai, rồi gặp ai ở đám tang đồ này kia, quay phim cái gì, chụp hình cái gì, ngồi kể nói chuyện như đúng rồi. Mà thiếu nợ người ta thì không nhớ. Có vô lý không? Quý khán giả thấy có cái chuyện nào mà nó vô lý như cái chuyện này không? Ngồi kể trời trời. Rồi bà nói tao được phép là kết tội cô tố cáo tụi mày. Tụi mày không có quyền để tố cáo tao. Ủa? Vậy là bà không khác gì bà là cố già đúng không? Bà là bà cố già mà, cho nên đâu có ai dám tố cáo bà đâu. Bà là cố già rồi đó, tôi đặt bà là bà cố già, không ai tố cáo bà được chứ. Rồi đó, vụ án gì xúc phạm bằng chân, bàn tay này kia cái đó, cái đó tôi thách bà để tố cáo nha, tôi thách bà. Bà nói cái vụ án bằng chân này, xúc phạm bằng chân này là duyên nha. Duyên gì? Đâu bàn chân của bà đâu, bà đưa lên thử coi có đúng với cái bàn chân tôi đưa lên không. Tôi đưa lên là bàn chân của vợ tôi đó,
rồi bà lấy căn cứ gì mà nói đó là bằng chứng của bà hả? Bà có thẩm định giám định là cái bằng chứng tôi đưa lên là kích thước bao nhiêu không, bự hay nhỏ không, của nam hay là của nữ không, bà có giám định được chưa? Mà bà dám nói đó là bằng chứng của bà lấy cái căn cứ gì để tố cáo tôi? Tôi có gọi tên tuổi từ đường nhà bà chưa? Tôi chưa nói đụng chạm gì tới ai hết trơn mà. Còn bà ghéo gọi, bà đưa hình ảnh tôi lên, bà chửi mỗi ngày. Lẽ ra tôi chửi bà đó, nhưng mà thôi, chửi bạn chi, nó dơ cái miệng tôi lắm. Tại cái kênh tôi là kênh làm kiếm tiền, chứ không phải cái miệng dơ như bà, chứ sao kiếm được. Bây giờ bà thử bà mở cái kênh YouTube lên, bà thử bà kiếm tiền thử tôi coi ra. Coi bà kiếm ngày được nhiêu, để cho bà biết. Để bà nói YouTube là nó thu hàng chục tỷ đồng, ở đâu ra hàng chục tỷ. Đâu bà thử bà mở cái kênh bà lên bà kiếm tiền y như tôi chứ coi. Thôi bây giờ bà làm YouTube bà kiếm tiền luôn đi nha, bà đừng có đi tạo nghiệp nữa. Sống lo kiếm tiền đi, 49 tuổi rồi. Đâu phải là con nít nữa đâu, đâu phải là tuổi mới dậy thì đâu. Thấy không? Mà còn ăn bám cha mẹ. Nội bà ăn không một ngày biết nhiêu tiền. Nội tôi thấy bà nói chuyện gì đó, tôi biết bà con người bà ham ăn ham uống vậy nè. Tôi biết bà đó. Chứ tôi ra đường nhiều khi tôi đến nhà người ta đó, người ta mời tôi ăn cơm tôi không ăn. Tôi đói tôi nhịn. Cái đó tôi nói thật với khán giả, lời lần đầu thích ăn lắm. Từ khi thân thích dữ lắm, hẹn hò với nhau dữ lắm, ăn quán với nhau dữ lắm, lợi mời cơm dọn ra mới ăn. Còn mấy là tôi nói với khán giả đói thục lử, cũng gán nhịn nữa. Chỉ là hớp miếng nước, uống miếng nước thôi, rồi chạy ra khỏi nhà ta kiếm hủ tiếu gõ cơm tấm tấp vô ăn liền. Tôi tính tôi là vậy đó, chứ tôi không ăn xin nha, không ăn xin của người ta. Còn bà đó, bà nói chuyện cái giọng của bà, tôi biết bà ham ăn ham uống nè. Tiền trong túi của người ta đây bà còn muốn giật lại là của bà đó. Nhà người ta bà thuê kêu đưa 5 tỷ 6. Ở đậu thì muốn lấy nhà người ta luôn. Đó, nội bao nhiêu thôi là tôi biết cái tính bà là ham ăn ham uống là đến cỡ nào rồi đó. Để tôi nói cho bà biết nha, bà nói cái miệng của bà đó, nghiệp á, từ ở trong miệng của bà mà ra. Tôi nói cho bà vậy, bà thiếu nợ ông Thịnh. Rồi bây giờ bà lên bà vu khống cho ông Thịnh đó là cờ bạc này kia cái nọ, mà làm cho gia đình người ta gây ra thêm một cái sự mâu thuẫn hiềm khích nữa. Đó, đàn ông đi ra đường làm, vợ ở nhà cũng trông ngóng đem tiền về, rồi bây giờ tiền thì bị người ta ăn giật, rồi thêm á tiền mắc mà tặc mang, và bây giờ cái án lại treo lơ lửng trên đầu nữa. Quý khán giả thấy ông Thịnh nhìn thật sự rất là xót xa về cái câu chuyện này quý khán giả. Rồi thôi em xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả nha. Chúc quý khán giả và gia đình có được nhiều sức khỏe. Bye bye.